đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp thất bại trước đội tuyển nữ Tây Ban Nha với tỷ số đậm 0-9 trong trận đấu tại World Cup. Sự mạnh mẽ của đội tuyển Tây Ban Nha trong việc tấn công và gây áp lực liên tục đã tạo ra một thử thách khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đã có nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc truy cản đội tuyển Tây Ban Nha. Thất bại này đặt ra câu hỏi về lối chơi hiện tại của đội tuyển Việt Nam và sự kém cỏi trong khả năng giao tiếp và tương tác trên sân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận thức được điểm yếu này và đã thực hiện lối chơi phòng ngự phản công và sơ đồ 5-4-1. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng giao tiếp và tương tác để nâng cao hiệu quả của lối chơi phòng ngự.